tiểu thư của má nè. Hơi đủ bồ 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 tứ rồi, đụng đồ tứ rồi, bồ tứ rồi. Chào cả nhà, sáng đi thăm trái cúng rồi nha. Chào tất cả mọi người nha, đến với đám cúng tên các loại nước ngọt. Nguyên Đa thám gì chồm dữ hả? Pepsi và cộng rum TT sư tử tắng này, chắc sư tử nâu cái gì nghe hả? Nghe có mùi ăn hay gì? Trời ơi con còn mình dẫn dai quá đau dẫn dữ không Pepsi. Này không có xương cạp đeo TT nay gọn rồi đó, sạch sẽ hết rồi đó. À, chạy anh kia có mồi kìa. Có mồi, thấy có mồi chạy mừng dữ rồi. Gơ một cục luôn. Trời giỡn, nay cũng nhiều rồi nha, nay có tục trên 10 con rồi. Bơm Bơm, đâu hết rồi? Ở đó rồi ăn không hả? Pepsi, Pepsi, ờ à, Pepsi đã rồi ạ. Đi lại đắng cái chợ lại đắng nè. Cái gì vậy? À, không ai cho ăn à hả? Giờ ta đó rồi đây. Đâu ai cho ăn đâu. Chưa tới giờ mà kia nó giỡn, lâu lâu gặp nhau giỡn. Còn có Nga Quân. Nga Quân không biết có bầu không nên không dám cắt. Còn lại tỉa sạch sẽ thôi. Tên ngốc sáng mà âm u với ta có thôi à. Mới nắng ngon thấy ngon, nắng ngon nghĩ âm u có thôi. Ta đợi cho ăn xin nhau tiểu thư của má nè. Thảm có ai dặn con lông dài này. Để tìm cái danh bạ lông dài kìa. Con này đã luôn, gì đừng đã luôn. Đẹp gái lắm á. Rồi đi thăm trại cúng các loại thức uống ở phía trong xong rồi. Bây giờ tới thăm cá cái này. Lấy thức ăn cho cá. Sáng cho cá ăn. Chăm cúng rồi cho cá ăn. Thú vị thôi, những buổi sáng mà được ở nhà thì mình thư giãn vậy thôi. Đó. Cái này là bầy cá bự nha. Đó, đó, đó. Trời ơi, nè đói nàng dữ rồi. Đã chưa? Úng 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 luôn. Táp mà nghe luôn á. Bên kia nghe ăn, cái bên đây bắt đầu nó nhao nhô 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 rồi cả nhà. Đã, đã chưa? Buổi sáng thư giãn buổi sáng cho cá ăn. Trời ơi, cái ốc vô vàng kìa. Nó nổi lừ khư luôn. Không có lục bình mà thả xuống cho nó, thả xuống nó quất hết trơn.
Ở đây cũng xa sông nên không có đi lấy nhiều được. Lấy con ít tinh gầy ra. Tinh gầy ra cho nó nhiều nhiều mà. Nó ăn hết rồi. Nước mặn cũng khổ cái này. Nước mặn một số phù sa với một số con vật của nước ngọt đó, nó chết hết rồi. Con vật cái cây cối nó dễ chết lắm. Rồi cho đàn cún nó ăn. Đến ngắm hoa buổi sáng nha. Đây. Buổi sáng thì có hoa vàng nha. Buổi chiều thì có chiều tím. Nên sáng thì hoa vàng nở. Chiều thì buổi chiều tím ở đây. Mà chiều tím ở đây thì buổi chiều mới nở. Đây. Đây một bụi nữa. Đã chưa? Đây là khu vườn của mình nha. Cây hoa. Cá chó. Tới khu động vật hoang dã. Nuôi bán hoang dã. Đây nè. Ôi ôi, nay gắn mối nhiều đây. 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con, 8 con, 9 con. Hiện tại đây là 9 con. Nó leo thú bên cây luôn rồi. Điếm được mà thấy ha. Đây còn nó 10 con, ít 11 con. Thôi, nói chung là cũng tương đối. Còn lại cũng mười mấy con. Đó là con mà mình thấy thôi. Còn nhiều khi nó trốn nữa. Nó đeo trên phần, nó ra đâu được. Còn đây là trại cúng nái bự. Giờ quá nên không quay hết tại cái nhà. Giờ quay xong là tắm nó. Áo cửa lão nè. Nè 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 nè. Bông. Không dữ à. Chồm chồm mà dành ăn cửa lão. Không dặn rồi à. Quay cho cái nhà xem chút xíu rồi dội xịt nữa cái nhà. Buổi tối nó nguyên cái buổi tối nó đi cũng hơi giờ. Không có quay hết nè cái nhà. Rồi, đó, buổi sáng của mình là vậy đó. Rồi, đó. Phải lừa quần cho nó một chọc, cho sạch sẽ được vậy nè. Chứ thôi buổi sáng mẹ anh quần lắm. Tắm mát, sáng cho tắm sớm. Còn mấy con, mấy đứa con xong nó sức khỏe còn kém quá. Nuôi phải mập mập lắm vậy nè. Mà nó giữ con xong cái năng ít à. Mình xây dựng cái khu nuôi của mình vừa thu nhập vừa có thư giãn cả nhà. Nhưng mình thích nhất cái khu này. Nay xanh tốt cả nhà. Khu này mình có thể hái rau ăn nha. Đó, chiều chiều ra ngắm mấy con này nè. Đây ngắn mối rồi nha. Ở trong đây riết là nó dạn luôn rồi nè. Ôi con đó nó dằn ươm mà đã ghê không. Ở đây gần nè. Nó nằm phơi nắng nhóc luôn ha. Nay có nắng nhóc luôn phơi nắng. Thấy ham quá, thấy cưng quá. Chiều nay tí xíu đi chặt mối gì chặt cho nó ăn. Thường là trưa mình mới cho nó ăn. Thôi kệ, sáng cho nó phơi nắng. Tí xíu lấy ít cơm ra cái này. Trời ơi, cái con này nó mập. Mỗi buổi mà ra ngắm cái trại này, mình thấy nó thư giãn. Ơi, rớt cái bịch rồi. Ở kia có mấy con bò bò leo leo. Đây. Đây có mấy anh chạy. Thấy cũng thú vị, thư giãn hết cả nhà. Sáng quay mà quên quay mấy cái cục cưng này chứ. Tự nhiên hôm nay có mấy con nó bị viêm da.
Hồi xịt đó thôi, buổi sáng hôm nay tắm mà nó chưa hết. Nó hết rồi mà nó còn chưa đẹp, xịt này. Cho tắm sương mù kìa. Này ăn ngon rồi nè. Ăn sạch rồi nè. Hả? Sao? Còn vàng này ăn yếu hơi bị ấm. Còn lại tụi ơi, đã không? Uno hết rồi. Xịt thuốc nên trốn. Lạnh trốn. Cái sàn thì sạch mà ở dưới chưa có thay ga ở dưới này nè. Nó nhìn thấy nó hơi dơ ngay nè, không cắm. Đó, hơi ga rồi đó. Tí xíu cho ra ngoài ngoài bờ chơi nha. Đó, buổi sáng của mình đó. Nếu mà không đi làm thì nhà chơi cũng hết cả buổi sáng nha cả nhà. Còn đi làm thì sắp xếp công việc lại, chơi cho nó ít hơn. Còn không đi làm thì dành nhiều thời gian chơi cho nó, nên buổi sáng vừa thư giãn vừa cũng là làm công việc luôn. Giờ buổi chiều rồi nè, tiếp tục cho cúng trời. Nè, đi lại nó gom lại đây cho ăn kia, mà nó gom lại nghe chỗ đứng. Ta cũng ăn với gà trời cho cúng tiếp rồi nè. Nè, ăn mạnh ghê à. Chiều nay bệnh công việc nên nó mới chặt mối, giờ ta ăn thức ăn. Ăn thức ăn nữa. Cánh ăn đá nè. Nên ăn mạnh ghê. Phía bên đây mấy con cá nó nghe bên kia ăn, nó cũng lú đầu lên. Nhô lên. Đó. Rồi nè, đó. Đó, đã chưa. Trời ơi, này nó ăn mạnh quá trời luôn. Chiều ra cho cá ăn cũng vui. Mai mốt nuôi thêm nhiều thứ nữa. Chiều ra cho ăn, chăm sóc. Chưa có thu nhập, giờ có công việc. Giờ có thư giãn nữa. Khu vườn buổi chiều. Buổi chiều thì có hoa tím, buổi sáng thì có hoa vàng. Đẹp không cái nào? Phải cúng gà ra cho vòng vòng để chơi. Rồi, có một lính gà rồi đó. Đi khám phá đi. Ôi ôi, té mướn. Thế này con. Minh à. Ừ, giỏi quá. Con ngựa đi. Gà nó chạy nó giỡn. Nó quậy vừa bà cố luôn. Trời ơi, cái nó leo. Gà mừng dữ à. Đi khám phá.
Rồi thêm hai đứa nữa đó. Taxi. Rồi nay quen rồi, nay quen hết sợ rồi, chạy đâu hả? Chạy đâu hả? Thả thả anh gọi đen vô nữa. Kè kè nó đứng ở lại kìa, đứng tướng tinh kia kìa. Bỏ anh gọi đen coi. Gọi đen á. Đứng nó nhìn nó nhảy lên tuốt trên cái kính cửa. Té Amanda, Amanda. Rồi hư cái của ba. Trang đâu hả? Messi. Dạ dẫn. Rom. Rom. Chạy đâu vậy chú? Ủa đâu rồi? Ê. Tưởng đâu đi ra ngoài rồi chứ. FC. Anh về dẫn à, dẫn lá cây hả? Đừng có nhảy mơ nha. Hơi đụng bộ tứ rồi, đụng đồ tứ rồi. Bộ tứ rồi. Làm gì hả? Dạ, ừ. Cha chạy đua hả? Chắc mở phiên đua chó á. Chạy kìa. Nó chạy như ngựa hả? Ai móc cho con đen mẹ thi đua chó. Ê ê coi coi, kiếm ơi, trong bông kìa. Lửa lưỡi trong bông à. FC. Cho ra chơi kiếm đường đi ra. Ừ, chạy cái còng rồi, còng như ngựa. Trời ơi làm gì vậy? Chạy chơi đi, đi chơi đi. Chơi đi đừng giận. Cái con đó té mừng rồi giờ nè. Amanda đâu rồi? Trèo leo. Chiều ra chơi hình như chúng trong cái khu vườn của mình tạo cũng vui lắm, cho nó vận động. Ơi té mừng vậy nè, hiếu động dữ. Có thằng, ủa, ở đây hả? Thằng đen. Giờ cũng gần tối á. Cho nó ra chạy chơi. 6 giờ mấy. Đâu rồi? Một là nó chạy sát mình, hai là nó đi xa. Nó chuyện mình trở lại. Trò đen. Té này coi. Ôi, con Minh đã đi cầu luôn. Ra tuốt ngoài đi cầu luôn, té mưa giờ nè. Cái con đen này coi vậy chứ không kìa. Đi ngày hồi chạy về cái chạy là mình nè. Buổi chiều nữa chuyển mưa sắp tối luôn, đang trong thời gian giao giữa ban ngày và ban đêm, còn sáng đựng tí xíu chưa tí xíu nữa lỗ trời có thui luôn. Đây là khu vườn của mình nha, khu vườn buổi càng vàng. Vô
vô té mương, té chỗ đó là lên được luôn á. Mình làm mấy cái AV rồi tìm về con chim cho nó hót cho hai mình. Đen rồi, đen hai cái đâu rồi à, nó trèo leo cả, nó trèo lên cây luôn rồi kìa. Lâu lâu ra chạy dữ ha. Chạy dễ như thở khe khe luôn rồi. Có ba loại bu đầu búp, hai con lạp xưởng, bốn con mà ba có ba giống. Búp nè, con đen là con bu đầu, hai con Pepsi Miranda là con thuộc cái lạp xưởng. Nghe mày kìa, cắn cái gì tha đâu hả à? Tha lại đó quả đó chị ạ à? Phá hả? Cắn gì, cắn phá gì vậy? Hả? Rồi, hay vô nha. Chơi nãy giờ được rồi. Tối à. Rồi, mở cửa cho vô rồi, đòi vô rồi. Mở cửa cho chạy vô luôn đi. À, hai cái con. Trời ơi. Ơi, nó chạy. Nó cao cái bắt đầu... cửa rồi nó nhảy lên nữa trời là nè. Phi 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 cái đen. Phi coi coi. Phi lên coi. Bay lên. Bay lên coi coi. Thì hôm nay giới thiệu cho cả nhà xem cái chăm cúng của mình nha, sáng chiều. Thì cảm ơn cả nhà đã xem clip nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bây giờ mình cho nó vô thôi. Đó, xã mình bắt đầu cho nó vô từ từ. Bây giờ mình mở cửa cho chạy vô luôn. Chủ yếu là dừng cửa lại để cho nó giỡn một chỗ quay cho nhà xem. Khi mở ra nó đi dữ lắm. Mở ra là nó chạy, mình chạy không kịp nó đi quay luôn. Nè, đi vô coi, nè mở cửa nè. Đó, một con, hai con. Tự vô luôn à, đâu cần bấm đâu rồi con. Vô bấm. Rum. Vô đi Rum. Ê, vô con, vô. Bên đây nè, bên đây nè. Trời ơi, vô.